Một bà xuống mà hỏi là rồi án mạng gì đó. Vậy là ông phải không? Tôi gọi. Trời ơi, tôi nghe mấy đứa con nít kể lại là công an hú còi ít ỏi ập vô trong quán, mấy người ăn hủ tiếu sợ quá dạt hết ra mà mặt mày ai cũng ngơ ngác. Rồi công an hỏi không có, cái mặt cũng ngơ ngác lên xe về. Và cái vấn đề là mặt bà xá hủ tiếu ngơ ngác không mấy ông công an. Trời ơi, bạn là gan quá. Trời ơi, gan quá. Gọi 113 giỡn gì hết. Giỡn gì? Cái đó là trả thù tại bả, cái vụ con gián nhớ không? Nhưng mà ông thù bà hủ tiếu mắc mới thì ông vừa qua hả? Lương lý nấu ở hết à? Cái chuyện vậy mà ông cũng dám làm là ông gạt 113. Ông giỡn như người ta được, ông đừng giỡn nhà nước hay chưa? Tôi nói anh rồi mà sao anh cứ đi lo chuyện của tôi không? Anh lo chuyện của anh đi bây giờ. Tôi nói cho anh nghe nè. Mới mua thêm một cái sim nữa. Cái sim khuyến mãi nó dục rồi, bây giờ gọi cái sim này nữa, lấy cái sim này giờ gọi qua tới bà Tư nước xăm. Cái gọi 13 cái xuống rần rần của hổm vụ của ai nữa. Thôi ông ơi, nè. Alo. Ba hả? Xuống chỗ bà Tư nước xăm liền. Trời ơi, uống nước xăm xong quýt lộn, chém lộn sùm dưới đây xuống liền nghe, án mạng. Rồi. Nè. Ở đó mà cười, mà sao ông gan quá vậy, tôi nói đi đêm có ngày gặp ma. Ma bà lo quá, bà xin khuyến mãi ai biết đâu tìm. Ông giỡn cái đó là ảnh hưởng đến trật tự xã hội nha. An ninh tùm lum la, lỡ có chuyện mà thiệt người ta, người ta không xuống là sao? Thì ghê không? Ông rảnh quá ông đi lo chuyện người ta thì ghê không? Nè coi chừng đó nghe. Nè ông bị bắt ông ngồi tù như chơi đó. Cái tội á là báo giả chứ với lại 113 đó. Tôi nói cho chị nghe nè, cái chuyện này á bất quá là kêu lên xong rồi nhắc nhở vài cái rồi đi về thôi. Đúng không? Gan quá. Phải vậy không? Gan quá. Ủa số mới ai biết gọi vậy ta? Alo. Ba Thành đấy. Dạ. Ai gọi vậy? 113. Ủa bình thường là ông gọi 113 không? Sao bữa nay 113 biết mà gọi ông vậy? Chắc có chuyện á. Thôi tôi đi về trước nha. Có gì gặp sau nha. Ông ơi.